Chúng ta đang dần đi đến những nội dung cuối cùng của chương trình ngày mới. Tiếp dòng thông tin thời sự sẽ là những thông tin giá cả thị trường. Mời quý vị cùng theo dõi. Miền Bắc là khu vực có giá heo hơi thấp nhất cả nước khi đang dao động từ 66.000 đến 68.000 đồng một ký, giảm nhẹ 2.000 đồng một ký so với tuần trước. Tại miền Trung Tây Nguyên, giá heo hơi dao động ở mức 67.000 đến 74.000 đồng một ký. Tại miền Nam, giá heo hơi ổn định hơn trong khoảng 72.000 đến 77.000 đồng một ký. Đây cũng là khu vực có giá heo hơi cao nhất cả nước. Theo các chuyên gia, thịt heo nhập khẩu vẫn chưa thay thế được thịt heo trong nước do thói quen về tiêu dùng. Do đó, thịt heo có xu hướng tăng giá dần từ nay đến cuối năm. Đầu tháng 11, thị trường TV thu hút người tiêu dùng với nhiều ưu đãi giảm giá khủng. Bên cạnh phương thức mua một tặng một, nhiều siêu thị và cửa hàng điện máy đồng loạt đưa ra chương trình giảm giá tới 50%. Đây là đợt giảm giá lớn nhất trong năm để kích cầu người dân mua sắm TV cho dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 sắp tới. Đồng thời, nhằm đẩy hàng tồn, dọn kho, đón các model mới. Trong đó, giảm nhiều nhất là các mẫu Smart TV 4K kích thước lớn của Samsung, LG, Sony lên tới 50%. Để thu hút khách, bên cạnh việc giảm giá, một số cửa hàng siêu thị điện máy còn tặng quạt, nồi cơm điện và nhiều phần quà hấp dẫn khác.